Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Thọ mạng và tài phú trong sinh thần bát tự của bạn là cá nhân từ đời trước. Cá nhân này vẫn có thể tăng, vẫn có thể giảm. Tăng giảm ở đời này, giả dụ thọ mạng của bạn là 80 tuổi. Đời này bạn sát sanh bao sinh linh, thọ mạng của bạn không chỉ tổn giảm ở đời này mà tổn giảm cả đời sau. Chính vì tin vào nhân quả báo ứng, Khải Toàn dành thời gian tu tập tại gia, không sát sanh là lẽ đương nhiên, và cả việc không vui mừng hay cổ vũ khi ai đó sát sanh. Có động đậy là có linh hồn là có ân có oán. Ví dụ bạn bị một con muỗi chích nhẹ vào tay, thế là bạn bực tức, bạn tức giận, tìm mọi cách, bằng mọi cách để giết được chúng. Bạn dùng tay, dùng quạt, dùng vật điện, bất cứ thứ gì với mục đích mong muốn duy nhất là giết được chúng. Bạn thấy đấy, mới bị chích một bé tí mà bạn đã mang thù hận như vậy. Thử nghĩ lại cuộc đời mình xem, bạn đã giết bao nhiêu sinh linh, trăm hay ngàn. Bao nhiêu sinh linh ấy mang lòng thù hận, oán giận và chờ ngày trả thù. Thời gian giãn cách, có nhiều vị gia chủ có lòng Bồ Tát chở rau củ quả khắp nơi để chia sẻ. Người mà biết ban phát thức ăn là người không bao giờ thiếu ăn. Vị này biếu Khải Toàn và cả hàng xóm Khải Toàn rất nhiều rau củ quả. Có một cô phụ việc phân chia từng bao nhỏ cho hàng xóm láng giềng. Một tay lựa rau, một tay cầm cây kéo, bất chợt la to: "A, hình như có con kiến ba khoang." Và lấy cây kéo định xỉa vào nó. Khải Toàn liền ngăn cản hành động này, lấy khăn giấy gấp nhẹ nó cho vào một bụi cây ở bên lề đường. Tuy nhỏ bé nhưng chúng vẫn là một sinh linh. Bạn hãy tưởng tượng bạn đang được tự do, bỗng nhưng bị ai đó bắt trói và hành hạ, tâm lý sẽ hoảng sợ, sẽ phẫn nộ và oán giận. Sau đó khi có cơ hội sẽ trả thù. Bất kỳ chúng sinh nào rơi vào trường hợp này đều có thể như thế. Con người sinh ra vốn có tánh thiện, vốn có tánh ác. Tánh thiện nổi trội thì một đứa trẻ yêu thương động vật, nhường nhịn anh chị em. Tánh ác, tánh tham nổi bật thì một đứa trẻ tranh giành thức ăn và không nhường nhịn người khác. Quy luật của chúng sanh, tánh ác có nhiều cơ hội gặp duyên để khởi sinh hơn tánh thiện. Nếu không được giáo dưỡng tốt, đứa trẻ hoàn toàn ẩn đi tánh thiện. Con người chúng ta cũng là một chúng sinh như bao chúng sinh khác. Đã là chúng sanh, dù lớn hay nhỏ, nếu có động đậy là có linh tánh. Đã có linh tánh sẽ có tánh ác tánh thiện. Nếu bạn giết hại chúng, chúng sẽ mang lòng oán giận và trả thù khi có cơ hội. Oan oan tương báo. Quyền con người thường cho rằng việc giết hại loài vật, giết hại chuột, gián, sâu, bọ, kiến là chuyện thường tình. Thấy con hay cháu của mình chạy theo đạp chết một con gián lại cổ vũ: "Hay lắm con." Hành động này khiến đứa trẻ gia tăng tánh ác. Chúng nghĩ rằng việc làm này là đúng. Lời nói bất thiện từ miệng mà ra là tác thuyết. Cổ vũ cho hành động bất thiện, giết đi một sinh linh là tạo oán khí với chúng sinh. Chỉ một hành động tạo tác ba nghiệp ác. Khi ta vô tình hay cố ý kết oán với ai đó, họ sẽ ôm lòng oán giận. Khi ta giết hại sinh vật, dù bé dù lớn, sẽ kết oán với chúng sanh. Khi tạo tác phiền não cho chúng sanh, nỗi oán giận đó sẽ chờ ngày quay đầu đáp trả, đợi chờ cơ hội trả thù. Bạn thử nhớ lại trong quá khứ, nhớ lại các bộ phim mình đã xem. Một người khi bị trả thù sẽ tìm cách trả thù lại. Thế là oan oan tương báo không bao giờ dừng. Oan oan tương báo sẽ dẫn chúng sanh đến ba đường ác. Tuổi thọ, sức khỏe do đâu mà có? Điều này có thể thấy được trong mệnh của bạn. Dù mệnh của bạn có tài khố nhưng không có sức khỏe, không có tuổi thọ thì cũng chỉ là vô nghĩa. Tuổi thọ có được do đời trước tu pháp vô ý, nói lời thiện lành, yêu thương chúng sanh. Bạn không sát sanh sẽ không kết oán giận. Bạn gieo lòng từ bi của bạn sẽ đón nhận được nghiệp thiện lành. Nói như thế thì ngoài việc không giết hại chúng sanh, không giết hại sinh linh nào, có phải là nên ăn chay trường phải không? Chưa hẳn như vậy. Xã hội phát triển, tài nguyên cạn kiệt,
những sinh vật được công nghiệp hóa để phục vụ cho nhu cầu con người. Nhiều người cho rằng chúng không có cái nhân từ tạo hóa tự nhiên nên giảm phần nào nghiệp tội. Giả dụ ở Mỹ có một công nghệ nuôi gà từ trứng cho đến lớn chỉ trong vòng 42 ngày. Việc ăn uống do mỗi người chủ động, ăn vì sinh tồn, ăn những thứ công nghiệp hóa khác ăn những món bổ dưỡng hay quý hiếm mà phải sát sanh. Họa từ miệng là do ăn uống, ăn nhiều hệ tiêu hóa làm việc nhiều. Khoa học đã dẫn chứng những người sống thọ thường ăn ít hoặc ăn vừa đủ và ăn thanh đạm. Tham ăn thì thân khổ, tham dục thì phiền não. Khải Toàn lấy ví dụ về trẻ nhỏ, phân và nước tiểu của chúng có mùi rất nhẹ vì chúng chỉ uống sữa là chính. Chúng chưa đủ nhận thức, không ham muốn gì nên chúng không có phiền não. Vì vậy, muốn khỏe mạnh thì ăn uống thanh đạm, muốn tuổi thọ thì không sát sanh, không cổ suý cho người khác sát sanh. Người sát sanh quá độ khi chết đi về đâu? Về cõi tam ác đạo. Phật pháp có câu, cõi tam ác đạo vào dễ khó ra. Đó là cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, cõi địa ngục. Tuổi thọ của đường ngạ quỷ dài vô tận. Kinh Phật nói, một ngày trong cõi ngạ quỷ bằng một tháng ở dân gian chúng ta. Tuổi thọ của ngạ quỷ cũng giống như dân gian chúng ta, ta sống 100 năm, ở đó bằng 1.000 năm. Trong ba đường này, cõi quỷ là cõi đau đồ, cõi súc sinh là cõi huyết đồ, địa ngục là cõi hỏa đồ, là một biển lửa. Ở đời, người có ân với ta không thèm nhớ, người giúp đỡ ta không màng đến họ. Nhưng người có oán với ta luôn tồn tại trong tâm của ta, đâu đâu cũng có hình dáng của họ, vì ta luôn muốn báo thù. Người sống như vậy chẳng khác nào là người thật đáng thương, sống ở cõi ta bà nhưng chẳng khác gì sống ở địa ngục. Chính vì chúng sanh luôn ghi nhớ oán giận, vậy nên đừng kết oán, đừng kết thù oán với bất kỳ sinh linh nào, dù chỉ là một con kiến. Mừng đứa trẻ sinh ra, cả gia đình giết mổ cúng mặn. Tiệc cuối tuần, tiệc lên chức, tiệc sinh nhật, bao nhiêu buổi tiệc, bao nhiêu sinh linh cho các buổi tiệc vui này. Đám dỗ cúng mặn cho người chết lại càng tổn giảm phước báo của họ. Ông địa ông thần tài là ai phải ăn mặn? Nếu đã làm thần, đâu vì ít thức ăn từ chúng sanh mà cho bạn tài lộc một cách dễ dàng. Giả dụ trước kia bạn không biết những việc này là bất thiện sẽ không sao. Khi bạn biết được việc sát sanh sẽ thêm nghiệp tội, sát sanh gây oán giận với những sinh linh, thì bạn có thể cúng chay thay vì cúng mặn. Ngay cả việc cúng kiến là gì chưa hẳn nhiều người đã rõ. Chỉ cúng theo cảm tính, thấy ai ai làm sao mình làm như vậy. Chữ cúng dường xuất phát từ cung dưỡng. Cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Cúng cho ai, vì sao phải cúng? Các bạn có thể tìm hiểu thêm video cúng động thổ và ý nghĩa cúng kiến trong kênh của Khải Toàn. Ở đâu ra đa phước? Có phải do Chúa Trời cho chúng ta? Có phải do Phật Bồ Tát cho chúng ta? Hay do thiên thần quỷ thần ban phát cho chúng ta? Không thần Phật nào ban phát cho bạn cả, tất cả là do bạn tạo tác. Họa kiết hung là do chính mình tạo, oán giận là do chính mình gây. Ăn gì, nói gì, làm gì là từ tâm ý sinh khởi. Tâm mang là quả, thế nhân từ đâu ra? Thiện phước có được là do chính mình tu. Gieo hạt nào có quả ấy, trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu hoạch ít là điều không cãi bàn. Bạn muốn tăng phước để hưởng phước nhưng lại sát sanh trong những lúc có thể được lựa chọn, làm sao có thể tăng được phước? Chỉ tổn giảm phước huệ và thọ mạng của bạn mà thôi. Sát sanh để cúng tế cho người chết không mang lại lợi ích gì, lại còn tổn giảm phước, kết thêm tội duyên cho người quá cố, làm thêm tội càng sâu nặng. Khải Toàn thường nhắn với các gia chủ khi họ cần vấn đáp về cúng động thổ, cúng khai trương hay là cúng ông bà, hãy nên cúng chay, tâm thành là chính, cúng chay cho thanh tịnh, tâm khởi ý thiện thì cúng ít được nhiều, dù có bài biện bao nhiêu mâm quả, tâm không thành thì cúng nhiều mà được ít. Trừ trường hợp bạn sống trong một mảnh đất
xuất quái, đại không vong hay có nhiều linh giới chưa được siêu thoát thì bạn không nhất thiết phải thường xuyên cúng kiến. Tâm bạn thiện, bạn có thể nguyện sự an lành đến với chúng sanh, không xính lễ, không nhen khói, vẫn có công đức vô lượng. Tiệc vui sát sanh, tiệc buồn sát sanh, bồi bổ cũng sát sanh, cổ vũ cho người khác sát sanh, thọ mạng của bạn sẽ hao tổn ở đời này và cả đời sau. Bạn tu pháp vô úy, có lòng yêu thương con người, giúp đỡ người và không sát sanh, bạn sẽ có tuổi thọ và sức khỏe là điều không thể bàn. Phước báo ở đâu mà ra? Có phải do Chúa Trời, do Phật Bồ Tát, do quỷ thần hay do ai đó ban cho bạn? Không đâu ạ. Thần Phật, không thần Phật nào ban cho bạn cả, tất cả do bạn tạo tác. Vay tiền trả tiền, vay oán trả oán. Từ sinh thần bát tự có thể nhìn thấy nhiều điều, thọ mạng, tài phú, những nhóm bệnh dễ gặp ở một con người. Trong mệnh lý bát tự, những ai sinh mệnh ngày ngũ hành thuộc âm thường sống thọ hơn ngũ hành thuộc dương. Tính chất âm đại diện cho sự nhẫn nại, dẻo dai, bền bỉ, khi lâm bệnh sau một thời gian dài mới mất đi. Nhưng tính âm không giỏi đối mặt và ngại va chạm như tính dương. Người sinh mệnh ngày ngũ hành thuộc dương thì tính cách luôn mạnh mẽ, là người đứng đầu, khi lâm bệnh sẽ ra đi nhanh chóng. Đây là quy luật trong mệnh lý và cũng là quy luật của vũ trụ về âm dương. Người mạnh thường chết sớm, người dũng cảm thường xông pha càng dễ chết sớm. Nghề kiếm nhiều tiền thì dễ mất tiền. Bạn đá cho banh mạnh vào tường thì sức bật ra cũng rất mạnh. Vì thế khi bạn sát sanh là bạn tạo oán giận với chúng sanh, chúng sẽ phản hồi khi có cơ hội. Tiệc mừng một đứa trẻ ra đời, bạn sát sanh bao nhiêu sinh linh để cúng kiến, để ăn mừng. Đứa trẻ ấy không thể nào có thêm phước báo từ buổi tiệc này. Tiệc đầy năm, tiệc sinh nhật, tiệc tốt nghiệp, tiệc thăng chức và cả tiệc mừng thọ, bạn sát sanh để chia vui với bạn bè. Bạn hoang phí phước huệ của mình mà không hề hay biết. Trong đời thường có thể bạn ít ăn chay, nhưng trong các buổi lễ chia vui hay cúng kiến bạn có thể lựa chọn. Chỉ vì muốn thần Phật ban phước cho mình mà bạn lại sát sanh thì thật tình không hợp tình hợp lý. Cúng tế cho người chết không mang lại lợi ích gì, còn tổn giảm phước của họ, kết thêm nghiệp tội cho người quá cố, làm tội thêm sâu nặng. Ví dụ người Việt thường cúng 49 ngày hay cúng đám giỗ, nhất là đám giỗ tiệc tùng linh đình, sát sinh bao sinh mệnh. Người đời thường nghĩ rằng cúng tế khiến quỷ thần giảm tội cho họ, thật tình không có đạo lý này. Trong xã hội của con người, có thể vài người có lòng tham về tài phú, tham quan sẽ ăn hối lộ để giảm tội cho ai đó, dù biết việc này là trái đạo đức, trái pháp luật. Đã là thần, nhờ vào nhiều đời tu tập có được đức hạnh, đời nào ăn hối lộ vài món đồ cúng của bạn để xá tội, đây là tâm lý mê tín. Tạo tác nghiệp ác là nhân, chịu tội là quả. Giả dụ ở đời thường, một người đã phạm tội, sớm muộn gì cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật nơi đó. Ở cõi ngạ quỷ, cách cúng kiến như này chỉ kết thêm tội duyên. Người hiểu đạo lý sẽ khai ngộ, nếu có cúng kiến họ không sát sanh, vì sát sanh chỉ thêm sâu nặng nghiệp tội. Đầy năm, cưới hỏi, tiệc mừng thọ, đám giỗ, bạn có thể cúng chay. Nếu bạn hiểu rõ hai từ cúng kiến hay là cúng dường, chắc chắn bạn sẽ đơn giản hóa việc cúng kiến này. Khi bạn sát sanh, bạn sẽ tạo tác thêm phiền não cho chúng sanh. Ở đời, dù bạn vô tình hay cố ý tổn hại đến người khác, họ sẽ ôm lòng oán giận. Với những sinh linh, khi bạn vô tình hay cố ý giết hại chúng, giết hại những sinh vật này, dù bé dù lớn sẽ kết thêm tội duyên với chúng, tạo tác phiền não với chúng sinh. Nỗi oán giận đó chờ ngày quay đầu đáp trả sẽ tổn giảm phước báo của chính bạn. Đã là chúng sanh, dù bé tí vẫn có linh hồn, vẫn có linh tánh. Người khai ngộ, người có lòng Bồ Tát sẽ không kết oán với chúng, dù chúng bé nhỏ như con kiến hay con muỗi. Giả dụ khi chúng ta bị muỗi đốt, trong những lúc ấy bạn cảm thấy căm ghét chúng, đôi khi
chát một cái. Nó bẹp dí trong lòng bàn tay của bạn, cảm giác của bạn thật hả giận. Chúng lấy một tí siro của bạn, bạn đã căm giận chúng như vậy. Thử hình dung xem, cả một đời con người giết biết bao nhiêu sinh linh, cả trăm cả ngàn sinh linh sẽ oán giận họ, là điều không thể cãi bàn. Vì vậy, không nên sát sanh, càng không nên sát sanh vì cúng kiến để bồi đắp phước đức cho mai sau. Chữ cúng dường là cung dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi. Vì sao phải cúng? Có cần cúng cho thần linh hay ông bà phù hộ độ trì hay không? Tùy vào văn hóa tín ngưỡng mỗi nơi, có người cúng có người không, tùy vào tính chất sự việc. Đa phần người Việt thờ ông bà, mỗi khi đến ngày giỗ đều cúng kiến. Có khi mỗi năm một ông một bà mà ăn tận 5-10 lần, vì con cháu mỗi người mỗi nơi, nhà ai nấy cúng. Trên danh nghĩa là cúng cho ông bà, thực chất nấu toàn món mình thích không thôi. Dù có cúng cho ông bà đi nữa, nhưng việc sát sanh để cúng kiến sẽ tổn giảm phước của ông bà. Thật ra ông bà của mình về cõi lành siêu thoát từ đời nào. Ngày giỗ này là dịp để mọi người gặp gỡ nhau là chính. Những tấm ảnh thờ là sự, nhờ cái sự ấy cha mẹ mới có lý do kêu gọi con cháu về họp mặt nhân dịp này. Nếu bạn cúng cho thổ thần thổ địa, cúng cho những người khuất mặt khuất mày mà nơi bạn sinh sống, vẫn không nhất thiết phải sát sanh. Khải Toàn thường nhắn các gia chủ, đồ cúng chỉ là hình thức, tâm của bạn thiện, bạn có lòng, có gì cúng ấy, cho dù chút xíu lễ vật vẫn được ghi nhận tấm lòng. Thật ra, phong thủy mảnh đất của bạn nếu không quá xấu, hoặc nơi này không có linh giới tồn tại, bạn không cần cúng kiến gì cả. Chỉ cần ngày ngày nguyện trong an lành. Việc cúng kiến sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn tham sân si nghi với những người bên cạnh, với những người thân của mình. Là thần Phật, linh giới hay ông bà, ngày ngày thấy bạn sống bất thiện, tham sân si với những người bên cạnh, sát sanh vô độ, thì vài sính lễ của bạn hoàn toàn không giảm được nghiệp tội. Vì vậy, cách đối đãi của bạn với chúng sinh là chính, không phải việc cúng kiến. Giả dụ trong mảnh đất của bạn sống có sự tồn tại của linh giới, bạn cảm nhận được sự quấy nhiễu, bạn có thể dùng ít sính lễ khấn vái trong tâm của mình rằng bạn sợ họ, mong họ nhận ít sính lễ này, đừng quấy nhiễu bạn nữa, xin họ buông bỏ nỗi oán giận cũ và sớm siêu thoát. Phật là giác, phàm phu thì mê, đã mê thì không tỉnh, đã tỉnh thì không mê. Nếu cúng kiến mà có tìm hiểu ý nghĩa và làm từ tâm thành là cúng kiến trong tỉnh thức, cúng ít được nhiều. Chúng ta xưa nay nghe nói tập ăn, tập nói, tập ghim. Có bao giờ các bạn nghe nói tập thở hay chưa? Thở cần gì phải tập? Hơi thở, chớp mắt và nhiều hoạt động khác của cơ thể diễn ra hết sức tự nhiên, đến nỗi ta quên đi hoạt động của chúng. Nếu chúng ta điều tiết được hơi thở, tập thở có chủ ý, quán sát hơi thở, cuộc đời sẽ trở nên an lạc. Chẳng phải người người đều muốn an lạc. Từ tập thể dục, tập dưỡng sinh đến các môn thể thao khác đều đi kèm bài tập thở. Nếu thở sai sẽ kém hiệu quả, không thở nữa là toi. Hơi thở của bạn, nếu bạn biết điều tiết, nếu bạn thuần phục được nó theo ý của mình, nó sẽ có vị thế cao hơn trong tâm trí của bạn, cao hơn tâm và tánh của chính bạn. Cái tánh tham cầu, cái tâm vọng niệm sẽ khiến con người nhiều phiền não. Từ khi bạn là một đứa trẻ đến khi trưởng thành, rồi qua giai đoạn trung niên và trở thành ông bà lão đến khi quy tiên, chẳng bao giờ bạn muốn người khác quản thúc mình. Bạn luôn muốn mình là chính mình, mình phải tự quyết định, và cả việc quản thúc người khác. Trong cả cuộc đời, hơi thở luôn quản thúc bạn. Bạn nóng giận, hơi thở dùng dập. Bạn sợ hãi, bạn hồi hộp, hơi thở kìm nén. Bạn đau lòng, hơi thở nghẹn từng cơn. Bạn phiền não sẽ buông tiếng thở dài. Hầu như không khi nào hơi thở của bạn giống nhau cả, và bạn hoàn toàn không quan tâm đến chúng, để mặc chúng làm theo hoàn cảnh. Mệnh của bạn do tạo tác từ đời quá khứ, hình thành nên sinh thần bát tự. Nhìn vào mệnh có thể luận được tính cách, tánh thiện, tánh dữ hay tánh buồn hay lo.
cả tánh hay cáu gắt đều là định số. Tánh gặp duyên sẽ sinh khởi, tâm của bạn giữ, tánh của bạn dễ cáu gắt. Gặp duyên thị phi, gặp chuyện thị phi, nghe lời đối kỵ thì cái tánh ấy dễ bùng phát. Những đứa trẻ không ai dạy tham ăn, không ai dạy yêu thương động vật, chúng vẫn tham ăn, vẫn yêu thương động vật. Tánh khí chính là nghiệp lực ở đời quá khứ. Nếu có chút phước báo thì đời này bạn kết duyên vào gia đình tốt lành, được giáo dưỡng tốt thì những tánh xấu đó sẽ giảm đi. Ngược lại, bạn là người nóng tính, bạn là người tham cầu, sinh ra trong gia đạo không được an lành, không được giáo dưỡng thiện lành, những tánh bất thiện ấy nó sẽ tăng lên, điều này ảnh hưởng lớn đến chung vận của bạn. Vì vậy, Phật Pháp có câu tu tâm dưỡng tánh. Bạn phải tu tâm, tu sửa cái tâm trước rồi mới dưỡng đến cái tánh của mình. Tánh gặp cảnh sẽ xao động. Giả dụ bình thường bạn không sao, tự dưng bạn thấy mặt một người nào đó rất là thấy ghét, ghét ơi là ghét, bạn muốn làm gì đó cho hả giận. Hoặc thấy một món đồ gì đó yêu thích, mới ra bạn ráng tìm cách để mua. Vì vậy, thấy người, thấy vật chính là cảnh. Cảnh là đối tượng của tâm. Cảnh là sắc thanh hương vị xúc. Nếu tâm bị xao động thì cái tánh gốc của bạn nó sẽ làm chủ. Có những sự việc khi xảy ra, bạn tự quyết định trong chốc lát, khiến sau này có phần hối lỗi và có thể tự đổ lỗi, không hiểu tại sao lúc đó mình làm như vậy. Khải Toàn vốn dĩ không phải thầy tu, là một người học thuật số và tu tập tại gia. Sự tự tu đến từ những lỗi lầm trong quá khứ. Những lỗi lầm đến từ tính nóng nảy. Khi nóng giận, con người chỉ có thể u mê. Bản tính của con người vốn có thiện, vốn có ác. Cái ác chưa gặp duyên nên chưa sinh khởi. Tánh dữ, tâm động càng dễ gặp duyên, dễ bị lôi kéo vào cảm xúc, dễ bị lôi kéo bởi tâm ma. Mỗi khi bạn oán giận ai đó, mỗi ngày trong tâm của bạn đều phải mang một hình tượng xấu xa, hình tượng xấu xa đáng ghét của người ấy, mặc dù họ hoàn toàn không hay biết. Bạn là người dễ nóng giận, dễ để bụng nhưng lại không chịu buông bỏ những nỗi oán giận này, người thiệt thòi chính là bạn. Bình thường bạn muốn ăn ngon lại còn phải trang trí thức ăn cho đẹp, mua quần áo, giày dép đều lựa chọn phù hợp. Mỗi ngày đánh răng, mặc quần áo hay là trang điểm đều phải soi gương sao cho thật đẹp, việc gì cũng lựa chọn thật đẹp. Thế tại sao chất chứa trong lòng những hình ảnh đáng ghét của người khác vào tâm trí của chính mình? Ta không thể chọn ngày mình sinh ra, càng không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách sống. Người đời đánh giá một người qua nhân cách. Nhân là con người, cách là sự thể hiện. Điều này con người cần phải học, phải thực tập và rèn luyện. Phải học, phải thực tập và rèn luyện để tốt hơn là điều không phải bàn. Ngay từ hôm nay, nếu hay nóng giận, nếu còn giận bất kỳ ai khác thì hãy buông bỏ. Bản thân Khải Toàn trước kia rơi vào cảnh ngộ này, rất dễ cáu gắt với người thân khiến họ khổ sở. Rất dễ nóng giận và xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc không thể cứu vãn. Điều tồi tệ nhất khi ta hay nóng giận là không làm việc gì ra hồn. Khi ta mang nỗi oán giận ai đó thì tâm trí của ta không còn khoảng trống cho sự an lạc. Lẽ dĩ nhiên không thể có cuộc sống tốt, nói chi đến làm việc tốt kiếm tiền. Tâm trí là cội nguồn của hạnh phúc và cả đau khổ. Dù bạn nghèo nhưng tâm bạn thanh tịnh thì bạn vẫn an lạc. Dù bạn giàu có nhiều tiền của, tâm bạn nhiễu loạn thì bạn vẫn đau khổ, vì cái tâm của bạn nó vượt khỏi vật chất. Để tu tâm dưỡng tánh, hãy tập thở. Hãy tĩnh tọa hành thiền mỗi ngày vài phút, vì hơi thở của bạn có vị thế cao hơn tâm và tánh của chính bạn. Khi bạn chú ý đến hơi thở, thở theo ý mình mong muốn, bạn sẽ quản thúc được hơi thở, đồng thời sẽ quản thúc được tâm tánh của chính bản thân mình tốt hơn. Mỗi khi nóng giận, hãy nhắm mắt lại, hít thở vài hơi thật sâu, chậm rãi, cơn giận sẽ giảm dần như tan biến. Nếu tức giận mà không điều tiết hơi thở thì những chuyện sau đó hoàn toàn đáng tiếc. Mỗi khi hồi hộp, mỗi khi lo lắng, hãy nhắm mắt chú ý đến hơi thở, hít thở vài hơi thật sâu sẽ giảm 8-9 phần lo lắng, vì tập thở cũng là phương pháp tập bình tĩnh. Nếu mỗi ngày bạn dành 10 phút tĩnh tọa ngồi hành thiền, nhắm mắt theo dõi hơi thở,
sau một thời gian, sự bình tĩnh là bạn thân của chính bạn. Người bạn nóng giận trước kia sẽ tự xa cách bạn. Thậm chí trong lúc làm việc, dừng lại, hít thở 1-2 phút. Trong lúc đi, lúc lắng nghe, lúc ăn cơm vẫn có thể quan sát hơi thở. Sau một thời gian tập thở, chủ động thở chậm thở sâu, theo dõi hơi thở, bạn sẽ nhận ra bản thân của mình ở thực tại và trước kia là hai phiên bản khác nhau. Vì vị thế hơi thở cao hơn tâm và tánh của bạn, nó quản thúc tâm và tánh của bạn. Giờ đây bạn lại biết cách điều tiết hơi thở của chính mình. Thiền định quan sát hơi thở là một phương pháp giúp tâm an tịnh. Tâm thanh tịnh tức thân liền thanh tịnh, tự khắc sẽ sản sinh ra năng lượng thiện lành, càng dễ dàng gặp gỡ những bậc thiện tri thức, thậm chí còn xinh đẹp trẻ trung hơn, ứng với câu nói tâm sinh tướng. Bạn thử nghiệm lại xem, khi bạn thường xuyên nóng giận, thường xuyên phiền não, tự soi gương, tự thấy gương mặt mình rất là khó coi. Khi bạn bình tĩnh, khi bạn an lạc, vẫn gương mặt ấy nhưng lại rất đáng yêu. Điều kỳ diệu hơn, với những người hành thiền đều đặn, họ có những trải nghiệm sâu sắc về chính bản thân mình. Vì đơn giản, thiền định là liệu pháp giúp con người tìm sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Đầu tiên là tập thở, đủ duyên dành ít thời gian tập ngồi thiền. Nếu bạn tập ngồi thiền một thời gian, cảm thấy sự thay đổi từ tâm và thân của mình, đừng ngại chia sẻ kiến thức của bạn cho những người thân, trợ duyên cho họ ngồi tập hành thiền. Lúc ấy bạn là người có công đức vô lượng. Con người khi không còn phiền não, sự an lạc sẽ xuất hiện. Tập ngồi thiền giảm phiền não, tăng an lạc. Bạn trợ duyên cho người khác có được sự an lạc là người tạo công đức. Về phương pháp hành thiền, các bạn có thể tham khảo bất cứ ở đâu để tìm cho mình một phương pháp phù hợp. Đừng chấp tướng vào phương pháp này hay hơn phương pháp kia, không nên như vậy. Càng không nên vọng niệm về ta hơn người. Giả dụ nghĩ rằng mình ngồi thiền 5-10 năm phải hơn người mới biết, chưa chắc đâu ạ. Quan sát hơi thở, thiền định cho tâm an, bạn sẽ tiêu trừ phiền não. Mời các bạn đón xem video vào mỗi trưa thứ sáu trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Và đừng quên cầu nguyện và hành thiền mỗi khi có thể. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.